Sáng 4 tháng 8, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô con và container khiến 4 người thương vong. Khoảng 4 giờ ngày 4 tháng 8, chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đỏ chạy theo hướng Hải Phòng Hà Nội đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 5 ngã tư Nguyễn Văn Linh Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên thì bị chiếc container mang biển số 15C11466 đi từ phía sau lao tới. Sau cú va chạm mạnh, bánh xe container chèn lên chiếc ô tô con. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương vong được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Phía trước là một chiếc xe tải đang dừng đỗ. Bánh xe container chèn đúng vào vị trí trung tâm chiếc xe nên không nhìn thấy biển kiểm soát. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông số 5 có mặt tại hiện trường, phối hợp công an quận Long Biên cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên, xe ô tô còn có 4 người.